cầu à? Cầu Kiều ấy. À, dị đấy nhỉ? Dị đấy. Sơ bộ giá có báo giá con nào không? Bác nào ấy cứ gọi em. À, gọi là mua được. Alo. Giá đâu đó lắm. Đấy. Giá nào cũng bán. Cắt lỗ rồi. Giá nào cũng bán. Ngày cứu. Ngày cứu. Ngày cứu mà có cây đấy thì cũng chơi. Cầu lại cầu đang lên dò từ dưới lên xem nó thế nào. Tí đá. Chậu nó 2, 4, 6 nó khoảng hơn 80. Của tháng. Cây của tháng. Ôi trời ơi, tài nguyên hôm nay này không bao giờ hết này. Nhài lên. Xe nhài. Quả này chuẩn bị là anh em lại bầu kín cho mà xem. Nhài. Mùa này thì đặc sản nhài thôi. Quý vị xem. Cây của thắng. Ai chả, này, cái này chở đi đâu đây? À bán rồi. Cây đấy làm ấy thì được quá. Rẻ, hoành tráng. Rồi ơi, nhiều cây thế này. Ấy, đấy. Đây làm cái gì? Ta lấy tiền nhà tao. Mẹ, tí nữa tao lại hết cây tao về sớm đấy. Tí xem tao đếm tiền lại thèm. Đấy, hôm nào cũng hết cây sớm. Tắc được. Được, cứ ném đi. Tí nữa ra xem. Đi ra bên đây. À, hôm nay nhiều cây quá, tắc hết cả đường này. Bánh xe đi một cây à? Quả này thì mua cả chợ đấy. Đi à? Mẹ ông này mê, ham mê kinh đấy anh à. Hôm nay toàn ra chợ thì chắc đột biến đây. Bắt đầu từ cây này à? Có phải cây này không? Không. Không phải cây này à? Con này thì tí tiền thì dưới 1 tỷ hết. Đâu để xem con nhiều tiền nhất kia xem nào. Con nào nhiều tiền nhất? Đây, cầu à? Cầu Kiều ấy. À, dị đấy nhỉ? Dị đấy. Sơ bộ giá có báo giá con nào không? Đấy, bác nào ấy cứ gọi em. À, gọi là mua được. Alo. Giá đâu đó lắm. Giá nào cũng bán. Cắt lỗ rồi. Giá nào cũng bán. Ngày cứu. Ngày cứu mà có cây đấy thì cũng chơi. Cầu lại cầu đang lên dò từ dưới lên xem nó thế nào. Tí đá. Chậu nó 2, 4, 6
khoảng hơn 80. 80 60. 90. 90 60 24 90 65 70. Tí nữa để tí đây anh ra xem. Soi từng cây một. Chưa biết bắt đầu từ đâu. Cầu. Đây, này. Trèo lên đây nó mới ra ngô ra khoai được. Nó cũng có những cái nét mà dị đấy. Một cây ổi tàu. Cây ổi tàu này chính ra mà cái dáng nó thì rất là ok đấy quý vị ạ. Cái chậu được. Nhưng mà cái gốc nó chỉ bằng cổ tay nữa, to hơn một nửa số nữa thì nó rất là cân cây. Cái ổi tàu này. Đang rất nhiều hoa với quả nhé. Hoa quả. Ui giời. Đoạn huê lầu, hoa giấy. Đấy, một cây hoa giấy cũng tương đối là lạ đấy quý vị. Đấy. Cái dòng này thì nó nứt như vậy thì là đúng rồi. Nhưng mà cái dáng cái cây hoa giấy nó có thế như này cũng ít người làm. Ít người làm. Xem. Mùa này mình rất có muốn quay chi tiết nhưng mà thực sự rất khó. Lá nó lẫn với nắng rồi. Tán nó rậm. Rất khó quay. Cái này là nhiều tiền đấy. Nhiều tiền đấy. Nhiều là nhiều, muốn ít đấy. Vạn hoa lầu. Giấy tím vạn hoa lầu. Đây. Còn cốt tươm tươm đấy chứ. Sửa nhài. Nhài bày hàng. Đấy em vừa nhập vào lô á. Ừ. 500 một cây à? 5 lít vâng. 5 lít một cây. Em kiếm 50. Già chưa? Lên chậu phát thì hết ý luôn đấy. Đây là cái sang các bạn. Ui giời. Sang dầu đây. Đấy mẹ, xe nó vừa quệt cho phát. Úp đỏ à. Chót nha. Này, lấm tấm nó đỏ chót luôn. Bọn Cường. Hai anh em đi một xe đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Tác nghiệp ngay nhỉ. Khó gặp nghệ nhân lắm. Khó gặp đại gia lắm. Tí nữa quảng cả xe cả người lên sang đấy uống rượu. Thôi mẹ. Thế còn đi làm. Tí nữa điện đang đang tiếp khách. Anh em ạ. Đây. Ừ. Em rất cần bán. Em này anh em lòng miền Nam là thích
Đấy. Mỗi tội nhiều hàng quá nếu có lối vào. Chật quá. Đoạn này nhà ứ cây. Hôm nay lại có ông Lực thì ông đi. Lực ở bao giờ bao lâu? 10 tờ 500. 10 tờ 500. Đây luôn. À. Đá đầm đủ cả. 10 tờ 500 đấy, cây này báo giá là anh em thấy thiện chí. Chỉ vào việc đây này. Trái này này. Sang trái luôn. Trái này. Trái. Trái. Cây này mà 3 4 năm trước mà ở đây thì mấy chục nữa. Mấy chục đấy. Sam mà lại là sam núi trái này thì nhất rồi. Mời anh em alo đây. Đấy. Bây giờ đấy là anh được rồi. Ông nhài này là mỗi khi là ông ấy đến chưa đến chợ là hết cây, nhưng mà hôm nay phải giải đây là hơi bị luống cuống. Đấy, hôm nay số lượng là tương đối nhiều. Nhưng mà toàn cốt ngon đấy. Này phải đếm không có tí nữa thiếu vài cây đã biết. Bán nhà tiền tỷ thiếu thiếu đi xin. Đúng. Đấy. Mời anh em Tư Duy nhá. Hello, tao biết. 2 triệu rưỡi đây. Hôm nay ra tìm em có cây tùng đẹp nào không mà không có này. Cây chay đâu rồi nghệ nhân? Này để nhà. Hôm nay ăn mặn không ăn chay. Cây hồng xiêm này già ghê nhỉ. Vừa nghe thấy báo 2 triệu rưỡi đây. Đấy, dáng này kiểu gió lùa tự nhiên đấy. Dáng bay à? Được đấy. Ui, nhiều hoa, nhiều quả đấy nhỉ, cái giống này là siêu quả. Siêu quả, siêu quả. Thân nó nứt ra nhỉ. Chùm nào nó có hoa nhỉ? Cái ngọn nào nó có hoa. Đây là cái giống này nó vậy nhỉ. Có những cây trồng siêu chả thấy quả mấy. Này là siêu Sơn Đình. Sơn Đình. Sơn Đình. Nói chung là trồng coi như là một cái cây ăn quả ở trên chậu thôi. Nó nhiều quả. Nó bắt nó cũng vui mắt. Dáng thế thì nó thôi cứ để nó tự nhiên này thôi. Đấy. Đấy.